lý của chân như chính là tự tánh tận vô biên tế chính là chứng được viên mãn đạt được toàn bộ thể của nó có thể nói là hoàn toàn tương ứng với cảnh giới của như lai lúc này chân thường tịch tịnh không thể dao động câu này là hình dung tánh thể bản thể của tự tánh đại sư huệ năng chứng ngộ trong câu thứ tư ngài nói rằng đâu ngờ tự tánh vốn không dao động chính là cảnh giới này thấy được tự tánh tịch tịnh bất động trong giáo lý đại thừa đức phật thường nói trong chú sơ các bậc tổ sư cũng nói cảnh giới này là thanh tịnh tịch diệt ở đây nói không thể dao động còn ngài huệ năng nói là vốn không dao động đây là gì là tự tánh bổn định hay nói cách khác Chân tâm là định Giọng tâm là động Giọng tâm là gì? Là ý niệm Quý vị thấy niệm trước diệt Niệm sau sanh Cho nên nó là động Chân tâm là bất động Thế mới biết tu định quan trọng biết bao điều này khiến chúng ta lãnh hội một cách sâu sắc cương lĩnh chung nguyên tắc chung của sự tu hành trong phật pháp phương pháp chỉ đạo chung chính là tam học giới định tuệ giới là gì giới là kỹ xảo giúp ta đạt được định định cũng là kỹ xảo không phải mục đích mục đích là khai trí tuệ do đó chúng ta sẽ biết mục tiêu cuối cùng của phật pháp đại thừa là cầu điều gì trí tuệ trí tuệ này không phải từ bên ngoài đến nó vốn có trong tự tánh trong kinh điển đại thừa đức phật thường dạy rằng ngoài tâm không có pháp ngoài pháp không có tâm hay nói cách khác tâm là năng sanh năng hiện Pháp là sở sanh sở hiện Năng và sở là một không phải hai Năng vốn là bất động Trên hiện tướng chúng ta có thể nhìn thấy bất động Như vậy đã nhìn thấy tánh Tánh là gì? Tánh là bất động Làm sao có thể từ trong động nhìn thấy bất động? Các bậc tổ đức có công phu này Động là tướng, là tánh Bất động là gì? Bất động là tánh thể Như bây giờ chúng ta xem tivi xem màn hình này Tướng hiện ra trong màn hình là động Màn hình có động chăng? Bất động Đích thực màn hình là chân thường tịch tịnh Nó không dao động Động là hình ảnh trong đó Bất luận động như thế nào Màn hình trước sau vẫn bất động Màn hình là chân tâm Chính là tự tánh Chính là chân như mà ở đây nói À, chúng ta có thể nhìn thấy màn hình trong hình ảnh trên đó chăng không thấy được chỉ thấy được hình ảnh hầu như màn hình đã biến mất không còn nữa như vậy là sao là đam mê người công phu thành tựu họ nhìn thấy cả màn hình và tướng hiện trên màn hình tánh ở đâu màn hình là tánh tánh ở trong tướng bất kỳ hiện tượng nào đều chưa từng rời màn hình người hoạt động trong màn hình ngay cả tốc độ nhanh nhất như ánh chớp như máy phóng xạ đều không rời màn hình nhưng màn hình trước sau bất động chúng ta xem ngữ lục của thiền tông những cuốn sách như ngũ đăng hội nguyên truyền đăng lục trong đó ghi chép đều là những bậc minh tâm kiến tánh sau khi kiến tánh thế nhập vào cảnh giới này vẫn phải nhờ thầy ấn chứng thầy kiểm chứng quý vị hình dáng của tánh như thế nào tánh giống điều gì người bị khảo nghiệm thường dùng một câu nói hoặc là một động tác hoặc thuận tay cầm một vật đưa đến thầy ứng chứng cho họ không sai thực sự đã thấy được ngài huệ năng ở trong phòng phương trượng của ngũ tổ Hoàng Nhẫn Nghe thầy giảng Kinh Kim Cang đến câu <laughs> Ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm Liền hoát nhiên đại ngộ Ngài đưa ra báo cáo Đâu ngờ tự tánh vốn tự thanh tịnh Không ngờ điều mà Ngài thấy được vốn tự thanh tịnh không có ô nhiễm đây là gì giống như chúng ta xem tivi đột nhiên thấy được màn hình hiện tượng trong màn hình tướng là ô nhiễm màn hình không có ô nhiễm tướng là động Màn hình là bất động vốn không sanh diệt Không sanh diệt vốn tự đầy đủ Đầy đủ là gì? Đầy đủ vô lượng vô biên hiện tượng Đây là đã nhìn thấy vốn không dao động Năng sanh dạng pháp vạn pháp không chướng ngại màn hình sắc tướng trong màn hình không chướng ngại màn hình màn hình cũng không chướng ngại sắc tướng lý sự vô ngại sự sự vô ngại giữa sắc tướng và sắc tướng có chướng ngại chăng không có họ đã nhìn thấy vì sao không có nó là không không phải thật nó là huyễn tướng căn bản là bất khả đắc